Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn một cái con máy siêu bù lông ha, sử dụng đầu 1/2, sử dụng hơi của hãng Shinano Nhật Bản ha. Đây là cái bộ phận hộp phần máy. Với con này với mã sản phẩm là SI-1420T ha các bạn ha. Đó, rất là chất lượng mã vật để chúng ta phân biệt được hàng thật hàng nhái ngoài phần bao bì luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ không phí thời gian của bạn, mình sẽ quy hộp từ bên trong để kèm với máy thì bao gồm những gì và con máy với chất liệu như thế nào, có chất lượng hay không các bạn ha. Rồi đầu tiên một catalog giới thiệu sản phẩm của Shinano đầy đủ. Rồi tiếp tục là một cái phiếu bảo hành, một quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp tục thì nhân vật chính của chúng ta thì con 1/2 thì nó cũng khá là nhỏ gọn ha. Đó, rất là nhỏ gọn. Với bao bì thì rất là chắc chắn. Đây mình sẽ khuôn mặt để bạn xem. Vỏ thì được làm bằng thiết kế vỏ nhôm ha các bạn ha, rất là bóng lưỡng luôn. Đó, logo Shinano thì được in dập nổi, rất là đẹp. Ha. Ở dưới đây thì made in Japan luôn các bạn ha. Đó, vỏ nhôm sáng bóng luôn. Rồi tiếp tục theo đó nữa là phần hơi, phần khí vào 1/4 inch. Đây là điều chỉnh tốc độ dưới này các bạn ha, điều chỉnh tốc. Đây, đảo chiều ở dưới luôn và công tắc bóp thì rất là nhạy. Nguyên bộ khung này thì được đúc nguyên khối luôn nha. Với cái tốc độ vòng quay, tốc độ thì 6.000 vòng trên phút ha. Đó. Và lượng khí tiêu thụ thì 90 BSI ha, đầu 1/2, rất là nhỏ gọn, hàng chuẩn Nhật luôn các bạn ha, rất là xịn. Đấy, rất là đẹp. Đây, đảo chiều thì chỉnh đây nha, đảo chiều. Còn bộ phận dưới này thì nó điều chỉnh cấp độ cho chúng ta ha. Đây, đảo chiều ở phía trên, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Thì tí nữa mình sẽ so sánh các bạn giữa hai cái dòng bát cu lông của Nhật luôn ha các bạn ha. Đó, đây bây giờ mình sẽ lấy so sánh luôn cho các bạn xem. Thì bên mình cũng có hàng Shinano Nhật Bản và Kawasaki của Nhật luôn ha các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ lấy con Kawasaki cho các bạn xem. Với cái chất liệu và vòng tua thì nó cũng ngang nhau. Đó. Rồi con này thì trọng lượng thì nhẹ hơn các bạn ha, cũng đầu 1/2 luôn. Đó. Và so hai con này so với nhau thì cái con Shinano thì chất lượng nó hơn cái con Kawasaki các bạn ha. Nhưng mà hai dòng này thì hai mã này thì đều là thương hiệu của Nhật hết. Đó, Kawasaki và Shinano. Đây. Kawasaki thì con này thì KBT 231 ha các bạn ha. Đấy, rất là đẹp, logo cũng được in dập nổi. Đây, hộp kim nhôm là hộp kim nhôm bóng nha các bạn. Còn đây là nhám. Đó. Và điều chỉnh con này thì nó điều chỉnh cấp độ ở phía trên luôn nha các bạn ha, đảo chiều cùng một nút luôn. Đó cũng khá là tiện lợi, tem chống hàng giả. Đó, đầy đủ ha. Đó, rất là xịn. Hai con này thì mình đánh giá con Shinano thì nó với cái chất liệu của nó thì tốt hơn, với lại là cái sử dụng của nó sẽ lâu hơn cái con Kawasaki các bạn ha. Đó. Tại vì con này thì cái dòng Shinano thì dòng chất lượng hơn rồi. Thì mình vừa review sơ cho các bạn một cái dòng bát cu lông 1/2 inch của Shinano và so sánh với Kawasaki ha các bạn ha. Nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về hai cái dòng sản phẩm này về báo giá thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.